Thưa quý vị, thưa các bạn, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam nhìn chung đang hỗ trợ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong việc điều hành doanh nghiệp vẫn trực tiếp tác động đến các cơ hội kinh doanh và khả năng tiếp cận nguồn tài chính. Do đó, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ tham gia hoạt động liên kết sản xuất, tiếp cận thị trường là hết sức cần thiết. Việt Nam hiện có khoảng 100.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tự hào có truyền thống lâu đời về phụ nữ tham gia hoạt động kinh doanh so với nhiều nền kinh tế tương tự. Việt Nam có ít sự khác biệt giữa địa vị pháp lý của nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, các thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong việc điều hành doanh nghiệp vẫn trực tiếp tác động đến các cơ hội kinh doanh và khả năng tiếp cận nguồn tài chính. Việt Nam thì có rất nhiều phụ nữ làm chủ doanh nghiệp. Các bạn đã thành công rồi thì các bạn hãy tạo cảm hứng để cho nhiều phụ nữ hơn nữa để có thể làm chủ doanh nghiệp. Chúng ta có thể tạo cảm hứng và chúng ta hãy làm những tấm gương điển hình để có thể có ngày càng có nhiều phụ nữ hơn, thành công hơn để làm chủ doanh nghiệp. Nhằm hướng đến việc giúp doanh nghiệp nữ hội nhập sâu rộng hơn trong thương mại và đầu tư, trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC đã triển khai dự án ITC CJS và UPS tại Việt Nam. Dự án triển khai từ nay đến hết năm 2021 với tham vọng có thể giúp nữ doanh nhân Việt Nam kết nối với khoảng 3 triệu doanh nghiệp do nữ làm chủ trên thế giới. Doanh nghiệp tham gia sẽ được tập trung cải thiện khả năng cạnh tranh, cung cấp các giải pháp về hậu cần thương mại và hỗ trợ hình thành một hệ sinh thái gắn kết nhằm tạo ra các cơ hội kinh doanh. Tham gia vào cái dự án này thì doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ rất nhiều về phần mềm cũng như là phần cứng, những cái nền tảng cần thiết để doanh nghiệp có thể xuất khẩu được ra những cái thị trường ở bên ngoài thế giới và mang nguồn ngoại tệ về và gia tăng giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp của mình. Ngay tại buổi ra mắt dự án, hội thảo chuẩn bị cho các doanh nghiệp xuất khẩu thành công đã thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp hướng đến hỗ trợ phụ nữ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như làm rõ về lợi ích khi tham gia và hưởng lợi từ dự án, nâng cao hiểu biết về khả năng cạnh tranh thương mại và giao dịch xuất khẩu cho các doanh nghiệp, triển khai hiệu quả kế hoạch logistics có lợi về chi phí trong xuất khẩu. Chúng ta đã thấy là cuộc hội thảo thì chuyên gia đã phân tích rằng là phụ nữ thì có xu hướng là dùng tiền của mình vào đầu tư cũng như là tiết kiệm, và họ sẽ có nhiều thời gian hơn để mà tiếp cận với lại những thông tin về thị trường thông qua là môi trường thương mại điện tử, thông qua môi trường kỹ thuật số. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã hình thành nên cái dự án này. Bà Anna Mori, quản lý dự án ITC, CJS và UPS cho biết, dự án mang tính toàn cầu và được kỳ vọng triển khai ở 15 quốc gia trên thế giới để hỗ trợ phụ nữ tăng quy mô doanh nghiệp, tăng thu nhập và tái đầu tư cho sản xuất. ITC có nền tảng online và offline, qua đó doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn khi đăng ký hồ sơ cá nhân, tìm hiểu thông tin về đối tác hoặc tham gia các khóa học online miễn phí để trang bị thêm kiến thức. Chúng tôi cũng cố gắng xây dựng được một mạng lưới các cái đối tác cũng như là các cái doanh nghiệp để làm sao mà chúng tôi cũng xây dựng một nền tảng và một hệ thống mạnh để có thể hỗ trợ được xúc tiến, hỗ trợ thương mại cho các cái doanh nghiệp phụ nữ làm chủ. Và chúng tôi kỳ vọng rằng chúng tôi có thể kết nối 2.000 các cái chủ doanh nghiệp là phụ nữ để làm sao họ có thể cùng kết nối với nhau. Việc triển khai dự án CJS và UPS đã khẳng định Việt Nam muốn tăng cơ hội sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nữ. Thông qua tiếp cận dự án, các bên liên quan sẽ tiếp cận và thấu hiểu hơn thách thức đối với chính các nữ doanh nhân, qua đó hỗ trợ hình thành một hệ sinh thái gắn kết, tạo ra các cơ hội kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp nữ.